Đây là nhà tù tàn độc nhất ở nước Mỹ. Miệng của 800 phạm nhân bị khâu vào hậu môn của người khác, nối thành một con rết người dài cả nghìn mét. Người ở đầu là một ông chú béo có thể ăn vậy. Vì liên quan đến vấn đề cơm ăn của mấy trăm anh em ở đằng sau, cai ngục trưởng của nhà tù này là một kẻ bệnh hoạn ám ảnh với rết. Hắn muốn bắt các phạm nhân nghe lời hắn răm rắp, nhưng mỗi lần đi kiểm tra các buồng giam lại bị các phạm nhân mắng chửi xối xả. Hắn muốn ngăn chặn những cuộc phản kháng của các phạm nhân, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình sẽ bị lật đổ. Để trừng phạt một phạm nhân không nghe lời, hắn trói một phạm nhân lên bàn, sau đó phủ khăn vải lên, rồi dùng nước sôi dội xuống chiếc khăn đó, khiến cho anh ta bị bỏng. Nhưng cách làm tàn bạo này lại khiến các phạm nhân không nghe lời hơn, uy lực của hắn càng ngày càng giảm. Sau đó nhà tù không ngừng tăng thêm giường bệnh, tiền chữa bệnh cũng tăng lên như chứng khoán phi mã. Liên quan đến vấn đề tiền bạc, khiến cho thị trưởng cực kỳ không hài lòng, hắn ta ra chiếu chỉ cho ông thêm một tuần nữa. Nếu không thể kiểm soát được lũ tội phạm thì mau chóng cuốn xéo đi. Cai ngục trưởng cung cúp dạ thưa, tiễn thị trưởng đi. Lửa giận trong lòng hắn cũng không kìm được nữa rồi. Hắn túm lấy một phạm nhân rồi cắt trứng của anh ta, sau đó bảo đầu bếp đem đi chế biến thành món ăn. Món ăn độc đáo này chắc không ai dám thử rồi. Vốn cho rằng hành động biến thái như vậy sẽ chấn áp được nhà tù, ai ngờ các phạm nhân vẫn không biết sợ là gì. Cai ngục trưởng sụp đổ, nhịn không được bèn siết chặt cổ một phạm nhân, tiễn anh ta về Tây Thiên. Thì đúng lúc này, thư ký đứng ở bên cạnh đề xuất một ý tưởng tuyệt vời. Hay là chúng ta học theo phim ảnh, nối các phạm nhân lại thành một chuỗi, biến bọn chúng thành một con rết người, chỉ dùng một phần thức ăn là nuôi sống được bọn chúng. Nếu làm như vậy, nhà tù còn tiết kiệm được một khoản tiền lớn để trấn áp những tên tội phạm không biết sợ là gì này. Thư ký đã đề xuất một ý tưởng, khâu miệng của người này vào hậu môn của người kia, không chỉ áp chế được tất cả, hơn nữa cũng không còn phạm nhân nào dám mắng chửi cai ngục trưởng nữa, bởi vì miệng của bọn họ đã bị khâu lại rồi. Mới đầu cai ngục trưởng còn phản đối, nhưng nghe xong lại thấy ổn áp. Nhưng thực tế để làm thì không phải chuyện đơn giản. Thư ký lại đề xuất mời đạo diễn làm phim về con rết người đến, và cả bác sĩ duy nhất trong bệnh viện. Bốn người cùng nhau mở một cuộc họp nho nhỏ. Bác sĩ cho rằng từ góc độ y học thì có thể thành công. Sau khi được chấp thuận, cai ngục trưởng lập tức triển khai tập hợp các phạm nhân ngay trong đêm, cho chiếu tất cả các bộ phim thuộc series con rết người để thử tâm lý của họ trước. Lúc này các phạm nhân vẫn chưa biết bản thân cũng sắp trở thành một phần của con rết người. Họ liên tục cảm thán chuyện này kinh khủng. Một giây sau cai ngục trưởng đi vào, cầm súng bắn bằng bằng, tuyên bố toàn bộ kế hoạch của hắn ta. Các phạm nhân cũng không thể chịu được, lập tức bắt đầu cuộc bạo động. Một vài người bị tra tấn nhiều nhất đã xông về phía trước, muốn kết liễu tên cai ngục trưởng bằng chính đôi tay của mình, khiến cho hắn ta phải nhảy qua cửa sổ bỏ trốn. Đúng lúc cao trào thì lực lượng vũ trang đã tới, mới có thể dừng vũ lực áp chế cuộc bạo động này. Tận dụng lợi thế này, cai ngục trưởng bắn thuốc mê vào người phạm nhân. Lần đầu tiên cảm nhận khoái cảm chế ngự được người khác, không nhịn được mà hát vu vơ mấy câu. Không chỉ có vậy, hắn còn muốn các phạm nhân chịu đau đớn gấp nhiều lần. Bụng dạ của anh béo này hay có vấn đề. Vậy là hắn sắp xếp cho anh ta nằm cạnh anh đầu chọc mà hắn ghét nhất. Quả nhiên anh đầu chọc nổi điên rồi. Từ lúc vào tù đến giờ lần đầu tiên cầu xin để anh ta ăn lá ngón còn hơn bắt anh ta chịu đau khổ như thế này. Cai ngục trưởng nhìn chằm chằm anh ta rồi nở nụ cười độc ác. Thậm chí đối với những người yếu ớt không khỏe mạnh, để tiết kiệm chi phí thuốc men, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng khởi động kế hoạch con rết người của mình. Đây là ca phẫu thuật ghê sốc nhất từ trước đến nay. Hơn 800 phạm nhân bị biến thành một con rết người, nối tất cả lại với nhau. Ngay cả đạo diễn làm phim về con rết người cũng nôn mửa khi thấy cảnh này. Để cắt giảm chi phí, bác sĩ không bỏ răng đi, mà khâu miệng của người này nối vào hậu môn của người kia. Vấn đề ăn uống của 800 người, chỉ dựa vào một người duy nhất được ăn uống. Đương nhiên người đó đi vệ sinh ở đâu thì khỏi cần suy nghĩ. Sau khi cuộc phẫu thuật thành công, cai ngục trưởng mừng như điên, vội vàng mời thị trưởng đến nhà tù thị sát. Thị trưởng nhìn con rết người dài bất tận này, cũng phải kinh hãi. Tên cai ngục trưởng ở bên cạnh vừa khua tay múa chân vừa giới thiệu, giải nhà tù kiểu mẫu năm nay sẽ thuộc về tôi, kinh phí nhất định sẽ thấp nhất toàn bang. Một người ăn là cả nhà tù không đói, hơn nữa sẽ không có ai dám vượt ngục. Lúc này biểu cảm của thị trưởng dường như không thể tin nổi, mà tên cai ngục trưởng đầu chọc còn đắc ý giới thiệu, tên phạm nhân trước mặt ngày sắp mãn hạn tù, miệng của hắn chỉ có vài vết khâu nhỏ, sau khi ra tù sẽ không bị ảnh hưởng gì. Cuối cùng cười ha ha hỏi thị trưởng, ngài thấy thế nào? Hài lòng chứ? Thị trưởng tức run người, đám người các ông bị điên rồi. Những gì chúng ta cần là nhân quyền và phẩm giá, tội phạm cũng có nhân quyền chứ. Sau đó tông cửa đi ra ngoài, cai ngục trưởng và thư ký lúc này ngơ ra, kim bài trong tay mất rồi, sau này còn dựa vào ai nữa. Thì đúng lúc này, bác sĩ vui vẻ chạy tới, muốn hỏi xem thị trưởng có hài lòng không, thì bị cai ngục trưởng cho ăn kẹo đồng tiễn về chầu trời. Sau đó cai ngục trưởng cầm súng, định kết liễu đồng đội heo của mình là gã thư ký, thì thị trưởng lại tông cửa đi vào, sắc mặt hoàn toàn biến đổi, khen ngợi kế hoạch của hắn ta không ngớt, nói chuyện này có khả năng sẽ là yếu tố then chốt để hắn được thăng chức. Sau đó lại vui vẻ rời đi. Cai ngục trưởng và thư ký vui mừng ôm nhau thật chặt, rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Cuộc đời này cứ như vừa được lên thiên đàng vậy, xúc động quá.
nhưng không ngờ cai ngục trưởng ở bên cạnh lại chậm chậm giương súng lên. Kết liễu thư ký. Bởi vì chiến công này chỉ được một mình hắn ta hưởng thụ mà thôi. Đây là tập 3 của series Con giết người. Hai phần đầu tiên còn kinh khủng hơn. Thực sự khiến khán giả phải khiếp sợ. Nếu bạn tò mò có thể xem thử nhé.